Tước đi ngủ làm này tước xíu. Người truyền thống, người ngày xưa yêu cặp chung lâu rồi. Cả nhà ơi, cái này là cho may mắn. Ở đây nhá. Nào ở đây ạ. Nam mô Di Đà Phật. Ok mấy. Tài lẻo. Mẹ ơi, mẹ nấu ăn cho cha sao mẹ bỏ đường chứ vậy? Đâu có đâu, mẹ chưa bỏ đường. Hả? Mẹ không có bỏ đường. Mẹ cắm gì đó? Cái hũ đường. Nhưng mẹ để con một chút xíu để lấy nước màu thôi. Bé Nam làm khác luôn nè. Ủa gì là bé Nam làm khác hả? Khác mẹ bỏ đường nhiều. Không có. Ai làm khác? Mẹ chưa bỏ đường, mẹ bỏ có chút xíu. Chút xíu đường để lấy nước màu thôi. Với chút xíu của mẹ một muộn. Không có. Điều mẹ mai dặn. Đừng có bỏ đường nhiều nha mẹ. Bỏ đâu mà bỏ, giúp, chưa bỏ đường luôn. Mà giúp con chuyện này đừng có. Mẹ chưa có bỏ đường luôn, mẹ chỉ có để nước mắm chứ mẹ thắng chút xíu. Kìa con dâu mẹ lắc đầu kìa. Ừ. Con dâu mẹ lắc đầu kìa. Ừ đó thì nó thấy khác á. Tại nước mắm bỏ vô mà khác sao được. Mẹ thắng nước màu. Mẹ thắng có chút xíu nước màu à. Đây nè cả nhà. Mẹ để đây mẹ đi kiếm cây kéo. Hiện tại là mẹ cái cháo ngon mất tiêu rồi. Ừ. Đang nấu cháo gạo ấy dạ. Cháo gạo lứt. Gạo lứt cho bà bá nè cả nhà. Đó. Mẹ vô chế độ rồi đây. Thực thi Di đang thực thi cái cái này là chưa có miếng đường nào hết trơn á. Cái chính sách gọi là nói không với đường. Nhưng mà mẹ Mai đã bỏ một muỗng đường. Không có. Mẹ chưa có bỏ miếng đường nào hết trơn á. Con giỡn. Giỡn thôi. Mẹ đừng mặc luôn mẹ. Mẹ bỏ có một chút xíu thôi. Tại mẹ đâu có bỏ đường đâu. Im lặng. Làm gì hả? Im lặng. Em tính làm gì? Là mẹ tự dán miệng luôn kìa mẹ. Kìa nhìn kìa. Đâu sao sao nè sao nè. Bé Nam đâu thấy mẹ làm đâu, bé Nam chỉ đó vậy thôi. Biết sao không? Ảnh làm nó chén này nè. Nhìn ra ảnh mới nói là để đường nhiều cái thật sự. Dạ, nhìn đường. Nhìn cái dấu mẹ ghê nó thầy. Đã bụng của bà Nam rồi. Xíu nước mắm à. Nè mẹ. Nè mẹ, tưới cây không cho nè. Trồng hồ không cho nha. Không mẹ, cho tưới cây. Không cho ăn cái này chúng mình ăn thôi. Phá ra khỏi. Và phá đi ngủ được rồi, bây giờ 8 giờ rồi mẹ. Ý mẹ là cũng không được nha, mẹ không cho ăn tối nha. Không. Ăn tối nó lên đường. Đương nhiên mà ăn cháo lẹo lứt mà. Không, bây giờ là ăn cháo thì ăn một chút à. Nhưng mà chiều ổng. Nhưng mà cha cho cháu uống sữa. Ổng chưa ăn là cha ổng đòi ăn. Đó. Mẹ. Mẹ ăn mấy không rồi. Được. Ăn sữa, mà. Sữa là bây giờ 8 giờ rồi, 8 giờ mấy gần 9 giờ rồi, mày làm gì chết luôn rồi. Đó. Bây giờ đó, nãy giờ ổng đòi ăn mà tại vì thịt nó đông đá, mẹ phải giả đông nha mẹ làm nè. Đồng chí ơi. Dạ có. Kêu bà bá. Đi kêu bà không? Giải quyết bà bá đúng không? Đúng rồi, cho ngủ luôn. Điểm đi 1 2 cái đi nè. 1 2 3. Bên trái bên phải bên trái bên phải 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Thôi, ở đây nè. Ở đâu? Ở phòng. 1 2 1 2 1 2. Đi thăm. Đại ca, nghe đồn đại ca ăn đường dữ lắm đúng không? Đường. Con tối không được ăn. Ăn trước 6 giờ là 6 giờ sau đói bụng á thì gán uống sữa đi. Để cho khi mà tại vì cha ăn cho nằm á thì cái đường nó không bị được, nó không có bị đốt á thì nó sẽ tích tụ ở trong người, cha nó lên đường, ngày mai cha đo nó lên đường. Nó bằng cái bệnh thôi, kéo vào lúc mà. Thôi nhiều lắm rồi. Từ từ. Không được chén, chưa được chén nha. Múc là mẹ múc a à, thêm. Mẹ nhiêu rồi? Tại vì bữa nay phải cho ăn để hồi đã còn ổn chích insulin. Được rồi á, uống sữa. Không,
Tại bữa nay về á, trễ giờ đó, ổng không ăn cơm. Ổng không ăn cơm được, không ăn cử này cử kia được. Được, được, được. Thì ổng không ủa sao cái này giống như cái chè nếp than gì ta? Thì gạo, gạo này gạo, gạo ấy mà. Gì đó, gì đi. Gạo. Ồ. Chưa nó nguội nguội mới ăn được. Giờ ráng ăn đi, dưỡng cái chân. Tết này chị xui qua, còn đi chơi chị xui nữa. Đêm nội quá, thôi mày nói cái nhà chị xui tao ca ca bại gần rồi. Chịu không nổi à. Vậy sao đập heo? Tết này có mấy trò vui lắm đó nha. Chơi lô tô nè, bầu cua cáp gọt nè, lô tô nè, ta rồi đập heo là vui lắm, nhiều gái lắm, rồi sẽ vui. Dạ, chút xíu, anh nhiều vui quá à. Tết đến rồi, papa, chung mặt papa kìa. Papa Tết đến rồi. Rồi, xích sống lên. Rồi, nói câu gì đi. À, chơi đập heo, đập cộ gì á, thì thôi, nói chung mày nhường cho chị xui thắng luôn đó. Đồng chí Nam. Cá. Bây giờ là em phải nhìn bà bá. Em quan sát bà bá mà có ăn ngọt hay là muốn đi làm không, gì em. Tôi bây giờ mẹ mai nấu đồ ăn. Bỏ đường không? Nếu bỏ đường mét anh Duy. Rồi, ok, vỗ tay cái. Dạ, có. Ok, vô. Dạ, có. Xong rồi, biết rồi. Dạ, có. Mẹ mai tắt video này, mẹ mai đánh tôi. Ơ mẹ. Dạ, con xin lỗi. Mẹ dạ. Con đi. Mẹ trừng phạt con đi. Đúng rồi. Mẹ nói đi, mẹ trừng phạt con đi. Mẹ trừng phạt. Mẹ mua cây này về mẹ chưa lo nhà anh lên đánh con lẫy ra thôi. Đánh heo cái này chết. Bà bá giống như nằm dùng. Con biết rồi. Lý do dịnh đồ ăn bà bá không ngon quá. Lấy kéo đeo đi nó có ăn cơm. Lấy kiến phải kéo. Lấy kiến ăn cơm đi. Đừng có dịnh quá bà bá là ăn cái gì. Dạ mà nơi cha. Bà bá cảm thấy no là mà. Đúng rồi, cảm thấy no thôi. Tắt mắt. No cảm... bụng đi ngủ rồi. Kìa yeah, bà bá nói gì kìa. Ừ, biết con sợ cha không? Cha sợ con quá. Dạ anh đi đạo Phật con đi về rồi. Cha một phút bình yên đi con. Mệt dữ vậy trời. Em đi đi. Bà bá muốn ngồi một mình. Em đi đi. Dạ có. Dạ có hiểu. Về giống như kim sáo gì trời ơi. Trời ơi, tôi bao nhiêu kilo rồi nè. Bao nhiêu kilo rồi nè. Mới cao giờ còn bao nhiêu ký nữa mới lên. Trời ơi. Ý, 60 hả? Ở chết em hả? 60 coi, có bầu rồi. Ờ, cha thử đâu, cha nhiêu ký con. Cái gì bà bá? Ôi, mẹ lên ký giống mày. Đi lên đi. Mẹ lên ký lắm rồi. Hồi đợt 65kg giảm còn 55kg, giờ quất lên còn 60kg. 60kg chỉ thiệt. Lên 5kg nhiêu? Ồ, bà bá, đúng hả? 50, 55 với ông bà 56 đi. Trời trời, lên ký rồi. Ủa vậy là lên ký là vui hay buồn? Mừng. Dạ, vui. Vui, bà mừng mà. Hỏi hỏi tôi nó có vui không? Mở biết cái răng này có hư không? Con có chỉnh là tầm bậy bạ gì? Không hư rồi bà bá. Ủa gì vậy? Lúc đầu trao nhiêu ký? 54kg lúc mà chưa đi chị bệnh 54kg. Còn bây giờ? 56kg. Lên 2kg. 60 trời. Nhà thấy đùi bự nè. Thôi chứ đừng có dối lòng nữa. Cái đùi cha không bao giờ bự được. Cặp kiếm cha không bao giờ bự được. Đừng dối lòng nữa. Cái đùi con bự. Rồi bên này 60kg vậy trời. Có bầu nào? Không phải có bầu đâu, làm gì có bầu. Hả? Anh với em có làm gì đâu có bầu. Mình không làm tôi thì mà có người khác làm tôi mà. Ai? Ai vậy? Vậy đây, vậy đây, đi vậy đây, đi vậy đây, đi vậy đây. Tôi nói là khẽ. Khẽ á. Vậy đây. Cái gì vậy? Cha bỏ thuốc rồi con nói cha bỏ thuốc là sang năm con đẻ bé bị phải không? Đúng không? Anh nói chuyện cùng bà. Cha bỏ thuốc rồi đó nha. Bỏ thuốc hả? Bỏ thuốc rồi đó. Mẹ bà ba mới bỏ. Cha bỏ thuốc rồi. Con 60 rồi thấy không? 60 rồi sang năm là con đẻ rồi, con còn 55kg rồi. em đẻ lên 80 luôn á. Đúng rồi, 80 luôn. Cái này ngứa luôn. Bà gấp có cháu rồi mà cả nhà ơi.
Bà nó không có cháu lắm mày. Bà kêu bỏ thuốc ra, bỏ thuốc rồi đó nha. Ôi, bà đang cũng muốn biết nè. Cái này bà đang muốn hỏi người thí bà quá. Coi chúng mình, vậy là chúng mình thôi. Bà bá mình có nhiều tên đúng không? 5 cái tiếp. Ở Thái Lan nói 5 không có tốt cho con. Nhưng mà không phải con, không phải không có tên gì. Nhưng mà cái gì? Chứ nghe như thế nào? Mày có cùng có xì nhẹ mà bá. Thôi, cái xì nhẹ thôi. Chắc em có đẻ em bé không? Đẻ em bé không cứu lại à? Em mà không sinh em bé là bà bá hút thuốc nữa. Hút chung nhẹ bà bá. Mẹ dạ. Con sợ có con lắm. Sợ có con nữa cho này nó không đẻ nữa là đẻ được đó. Con trễ quá con muốn đẻ không được đó con. Hả? Có rồi à? Hối hận đó. Con sợ. Giờ bà bá với bà mai mẹ mai nó không có cháu lắm cả nhà. Chẳng là con sang bây giờ sang con dễ sang để cái gì lúc trước nói chuyện của bà má mà bây giờ nói chuyện của tôi buồn rồi. Vậy em bây giờ mới nói chuyện lại chuyện bà má đi cho người ta quên chuyện của em. Bà má đừng lấy no rồi gì vậy mấy ăn có chút xíu mấy muỗng à. Tắt đi cha. Con sợ. Không có sợ đâu, có mẹ kìa. Có mẹ, mẹ mày giữ giùm cho. Không có sợ. Mẹ chăm sóc cho rồi. Mẹ chăm sóc, mẹ trời ơi. Mẹ mai bỏ cha, ok có. Chăm sóc con. Mẹ bà con. Bá, khi nào bà bá chăm sóc bà bá được? Vì bà bá chăm sóc bình thường thôi. Nè, ai nói, ai nghe đúng không mẹ? Bà bá tự chăm sóc mình. Bây giờ quyết định đi con, ha, sang năm, ha, sang baby. Rồi, ok. Dạ, ok. Con nói á, ở bên Thái là nói là tắt đi cha bà nói. Con có á, người ốm ốm. Con này mình buồn nữa mẹ. Bình thường. Vắng bà, giờ không cũng bự vậy mẹ. Giờ không gì? Năm á. Nghe đó ta kêu bà. Là cái năm con bị tuổi, con bị tứ hành xung phải không? Con mang bầu, con xanh là rất là tốt. Nó gánh hết cho hai vị chồng con luôn. Làm ăn được luôn. Làm ăn được. Làm con được không? Có bà ba nói con cái con đẻ được. Làm ăn được, làm được, chấm cái hơi, chấm nhà đầu luôn. Tại vì á, khi con có chồng, là con phụ thuộc về chồng. Giống như mẹ nè, là phụ thuộc về cha, là cái kiểu cái mạng á, là người chồng đó là lúc nào nó cũng lớn hết trơn. Con cha mẹ ở nè, tóc khoét cái lỗ cái chân này là con cha đánh cái chân trong nhà luôn đó. Được chứ bộ. Mệt mỏi với cha rồi. Tắt đi cha. Chưa tắt nữa. Tắt đi cha. Bà nói, bà nói. Ông nói, ông ngoái. Cái gì nữa? Em ra anh quay nữa. Trời ơi, mồ hôi ướt, hôi nát rồi nè. Anh tắt đi. Ăn ăn cho con. Con hỏi bà, cho bà ba ăn thôi, chứ để con lấy cơm bà ba ăn nè. Đó, đó. Ủa là sao? Lý là anh nghe cái chơi nồi cháu của bà ba. Cho ăn đi, ăn nè, nấu thế. Mẹ, người cái này thèm nhất. Thơm cái gì mẹ, thơm gì ta? Ý nghĩa cái nó, ý nghĩa cái nó. Mẹ làm không được gì, cái đó vậy. Tắt đi cha. Dễ. Em tạm biệt đấy nè. Dạ, tối hôm nay tạm biệt cả nhà trước 7 giờ là càng tối quá. Ờ mẹ, cái này chết rồi. 6 giờ rồi mẹ. Con ở nhà 6 giờ 15 phút. Muốn nói với cả nhà. Cả nhà 7 giờ là càng 9 giờ tối rồi cả nhà. 9 giờ 5 rồi con. 9 giờ 5 rồi hả? Trời ơi, 9 giờ 5 rồi. 7 giờ là cho bé Nan đi tắm quà nghỉ ngơi. Với gia đình trước nè, cả nhà là 7 giờ là cho tắt đi cha. Tắt đi cha. Làm cái gì đó. Tôi biết rồi, tôi buồn đó. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Ok. Cảm ơn. Nó bí tầm lầm ra này. Tầm lao thiệt. Bỏ cái nó. Con ăn đây con đi vô đấy thôi. Ngon được rồi, con sẽ ăn của bà bá hết. Ăn hết bây giờ nó có khác không? Hết gì ná mẹ. Hết, hết dạ biết luôn. Tối hôm nay nếu 12 giờ con đi ngủ rồi không cho bà bá đi kiếm cái gì ăn được rồi. Nếu bà bá xào cái gì con ngủ ở nhà biết mà. Biết rồi. Tắt đi cha. Bà bá ăn xong rồi. Thấy không? Nè, còn miếng thịt nữa. Không có ăn hết. Sữa cương.
Ha ha ha.